Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ review 8 tựa game. Mình sẽ chơi Plan and Zombie đầu tiên. Với một mini game nha. Tiêu diệt những con zombie. Bọn chúng sẽ ra số lượng rất đông. Bắt đầu thôi. Zombie sẽ xuất hiện ngay bây giờ đây. Thank you.
Mình sẽ review tựa game tiếp theo trong video này. Sẽ chơi tựa game Granny House nhé. Đợi cho cái bùa nhìn này nó hoạt động trở lại nha. Ok. Thank you.
cặp bot này, mình sẽ để cái hình nộm này nó hồi lại, sau đó mình sẽ tiến vào cái cánh cửa này đối đầu với con bot nha. Các bạn chuẩn bị tinh thần này, bot sẽ rất là mạnh đấy. Ok, một vòng rồi xin. Đi review những tựa game còn lại trong video này. Mình sẽ chơi Bomb Stick. Oh!
đứt mạch dây luôn. Tiếp theo trong video này, Last Light. Mời các bạn hãy đến với trò chơi này nha. Ôi. Ôi nhảy cao thế. Mục đích của chúng ta là tiêu diệt cái con boss ở trong này. Đặt bom trước. Bước ra khỏi cửa thôi. Xuống. Đi đâu? Ai cho đi? Bắn khán giả xem. Khán giả có làn chắn miễn nhiễm rồi. Next. Chuẩn bị tinh thần chiến đấu boss này. Boss chuẩn bị ra rồi. Ôi không dính đã à? Oh, mẹ. Chạy. Sao mày có lưu đạn đi? Bót đẻ trứng à?
làm gì đấy? Anh em đang tìm cách để phòng thủ đây. Ô chạy à, bó chạy à? Tôi bó chạy anh em ơi. Ủa lại một con bot khác à? Tiêu diệt được một người được cộng 10 XP đấy. Chạy đâu? Cộng EK liên tục luôn. Đợi bot ra thì lâu lắm. Ok, sẽ chuyển qua review tựa game tiếp theo trong video này. Đợi bot ra thì còn lâu các bạn ạ. Còn mà phút nữa cơ. Thế nên mình sẽ review tựa game tiếp theo trong video này. Sẽ chơi Corus nha. Ok. Crazy lắm. Ai. Quay zigzag kìa. Đây mới là khó nè. Không có một cái đồng nào ở đây vậy. Chắc phải cần sự hỗ trợ đi. Ôi. Level này khó thật. Phải mất một cái đồng xu cả một cái vấn đề khó khăn. Vượt qua được ải này thôi. Chúng ta sẽ đi review tựa game tiếp theo trong video này nha.
mình sẽ review tựa game nào đây? Ok, Spong Garden. Yes! Head for my time machine, porous brain! Something good over here. Dám chớp mắt luôn ấy. Video này sẽ chơi một tựa game Bullet. Thank you.
Sự ngủ yếu thế nhờ. Ui, đạn lửa, tốc độ nhanh phết. Có quà rồi. Vẫn chưa vượt qua được kỷ lục. Ok, mình sẽ chuyển qua review tựa game cuối cùng của video này. Tựa game này thì... Bot rồi.
Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe. Và đừng quên comment để lại ý kiến của mình nha. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.